đúng rồi, đúng rồi. Bảo đảm là mình biết, mình biết chắc là như vậy. Việt Nam mà đủ quá giận quá. Giờ cứ Hàn Quốc là không phải gặp Việt Nam là đi xi măng trắng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên là xong. Đúng rồi, ở Mỹ là không có mấy cái này đâu, chết đó. Mỹ mới vậy đâu, chết á. Chị chờ đóng này nè.